đưa các chị vào live của em Vân nha. Như đã hẹn thì đúng 19 giờ ngày 19 tháng 10, ngày mai là 20 tháng 10 rồi các chị. Thì em Vân lên live để like cho các chị xem tất cả những cái sản phẩm mà em Vân muốn là mang đến cho các sản phẩm, những cái sản phẩm đẹp nhất mà hôm nay á là sale giá cực kỳ là hời luôn, những sản phẩm xuất dư của nhà Lamagi, và những cái có một cái số sản phẩm á thì sale tại cửa hàng thì do một số là cái sợi vải ha, hoặc là KCS kiểm tra nó có một chấm mực nhỏ thôi, em Vân sẽ sale giá rất là yêu thương cho các chị để các chị có thể sử dụng luôn á. Thì hôm nay là sale cái này là không có trong lịch sử của nhà Lamagi luôn các chị nha, giá cực kỳ hời luôn. Thì mong là ngày mai nè các chị sẽ sở hữu được một số sản phẩm rất là đẹp luôn mà giá cũng yêu thương, phù hợp với túi tiền của mình nữa. Các chị vào like ủng hộ cho em Vân nha, các chị vào like và thả tim, thả like cho em Vân để em Vân biết các chị đang theo dõi em Vân nha. Các chị đợi em Vân share cái phiên live. Chia sẻ cái phiên live nha. Các chị có thích em Vân lên sản phẩm nào trước thì các chị có thể comment xuống like giúp em Vân nha. Hôm nay rất là nhiều luôn. Em Vân sẽ dành thời gian là sale các sản phẩm là xuất dư nè, các sản phẩm nhiều lắm, quần áo, thời trang đủ loại luôn. Hình như bị văng ra sao á. Các chị, các chị có nghe em Vân không nhỉ? Hello, các chị. Rồi ok, em Vân thấy rồi. Ui mạng yếu hay sao, hồi trưa bị văng ra mà bây giờ mà bị văng nữa là buồn lắm luôn á, chứ có like cho các chị sản phẩm nào luôn. Em thấy chị Thị Hoàng rồi nè. Cảm ơn chị ủng hộ like của em Vân, hồi trưa này bị văng ra. Bây giờ vô lại. Em Vân. Ok, hôm nay nhiều cái sản phẩm cực kỳ yêu thương luôn các chị ơi. Rồi em Vân lên cái sản phẩm này đi, hình như là em Vân sẽ sale cho các chị rất là rẻ luôn nha. Cái mã này, hello Cẩm Tú nha. Cái mẫu này em Vân không tìm được cái lõi của nó luôn các chị. Các chị KCS lõi đó hàng B thường á, là ví dụ như nó dính mực hoặc là nó dính gì đó, dính một vết dầu á mà tẩy không ra là KC sẽ lõi hàng B, nên em Vân sale luôn. Cái áo này giá tem á bình thường nó là 320k, em Vân sale lỗ luôn các chị 100k. Mã này A09, mút dày 3cm nha các chị, quả ngang. Cái áo này là cái áo ha, gọi là cái áo quả ngang chống tuột đó các chị. Dạ em chào các chị đang xem like, các chị vào like thả tim thả like ủng hộ em Vân nghe. Hôm nay sale sập sàn luôn á, không có trong lịch sử của nhà Lamagi nha các chị. Cái áo A09 này các chị 1 2 3 4, còn 4 cái thôi, giá có 100k thôi nha, 100k giá cực kỳ hời luôn. Nó có size
size 85 nè. Em vẫn coi luôn chính xác luôn để em hỏi xuống lại rồi không có biết sai. 100g nha các chị. A09 nó 4 móc như thế này. 4 móc là quãng ngang mút dày 3 cm nha các chị, ngực vừa ngực nhỏ mặc rất là ok nha. Các chị có thể tháo dây. Tháo dây em Vân đang mặc á, tháo dây để không thấy cái dây vai á, thì các chị có thể sử dụng cái dây này nè để chúng ta có thể gịch cái quả ngực cho nó đừng có bật ra, đừng có bật ra. Nó có size 36 nha các chị. Có size 36 38, có size 36 38. 36 38 nha, 100k mã số là, quên đọc mã số cho các chị, có 4 cái màu da thôi các chị nhanh tay lên nha. Mã số là A09 nha các chị. 36 38 là các chị ngực từ là ta ngực từ 88 cho tới là 95, thực 88 cho tới 95 mặc vừa cái size 36 38 này ha. Còn 4 cái các chị thích cái mẫu A09 này thì comment giúp em Vân là A09 là kèm size nha. A09 kèm size 100k nha các chị. Hôm nay em Vân lên nhanh một cái số sản phẩm là thứ nhất là hàng xuất dư, thứ hai là một số cái sản phẩm dính mực em Vân không xuất được á, nên hôm nay sale hết cho các chị luôn, giá cực kỳ hòa luôn. Ok, các chị ở trong live có thích em Vân lên cái sản phẩm nào thì mút dày, mút mỏng, mút vừa thì nói em Vân nha. Hôm nay là thường là em Vân sẽ lên live là không có, hôm nay sẽ không có là hàng chính phẩm nữa, mà một là hàng xuất dư, hai là hàng B nha. Ok, các chị có thích mút dày, mút mỏng gì thì báo cho em Vân nha. Cái áo cơ set này thì size 36 nha các chị. Áo cơ set này thì size 36, size 36 mút dày, mút dày 4 cm, các chị ngực nhỏ nè, mặc rất là xinh luôn. Các chị mặc cái áo cơ set này có thể phối cùng với cái áo vest, cái mặt cái áo vest nha các chị, mặc như thế này hoặc chúng ta mặc cùng cái áo quần mỏng nếu các chị nào mà sợ lộ quá nhiều á. Xin chào Ngọc Vinh nha, xin chào Mai Phan, Hữu Nghĩa nè, xin chào chị Đào Nguyễn nè, vui quá các chị ủng hộ em. Có 100k thôi các chị, cái này dành cho ngực nhỏ nha. 100k, 3 cái màu trắng. Cái hàng này xuất dư các chị, không lỗi gì hết nha. Cái hàng này là hàng xuất dư, mút dày. Mút dày mặc cái bà ra rất là đẹp luôn. Xin chào. Rồi, cái mẫu này có 3 cái thôi nha, 100k. Các chị thích cái mẫu này thì comment dùm là C01 nha. C01 size 36 thì các chị có ngực từ 85 cho tới khoảng là 85 cho tới là bao nhiêu ta, khoảng 93 95 á, thì mặc vừa cái em áo này nha. Cái em Vân để gần cho các chị xem, chưa lai lai nhanh quá các chị không có thấy được. Cái áo của nó là có 8 móc như thế này, chất liệu lưới rất là co giãn, rất là thoải mái ha. Mút về 4 cm, các chị ngực nhỏ nè, các em mà xinh thân hình cũng xinh xinh á thì mặc cái áo này lên rất là đẹp nha. Em Vân không có mặc như mannequin, đây mặc như thế này. Ôi rất là nâng ngực, rất là đẹp luôn. Áo co set thường phối dùng cùng với quần lưng ngao đó các chị. Còn 3 cái màu trắng nha các chị, 100k. Còn 3 cái màu trắng C01 nha các chị. 3 cái màu trắng C01, các chị thích cái mẫu này thì comment giúp em Vân là C01 nha. C01. Rồi em Vân qua mẫu nha. Các chị nào nghe không kịp có thể báo lại với em Vân nha. Cái tiếp tục là em Vân lên cái mẫu này. Cái mẫu này là mút, đó là mút vừa 2 cm, thì các chị ngực vừa, ngực nhỏ, ngực to đều rất mặc rất là đẹp luôn. Các chị thử cho mình một cái phong cách thanh lịch, đi đi dạo phố nè, mặc cái áo này vào, mặc cùng cái quần lưng cao ống rộng, mang đôi giày cao gót vô, thanh phong cách rất là thanh lịch luôn. Cái áo co set 16 nha các chị, có màu đen, có màu đen, nó có 3 size luôn nha. 34 36 38 34 36 38, và đặc biệt mút của nó nè, mút của nó là 2 cm thôi. Ngực nhỏ thì các chị sẽ nó ôm cái ngực của mình, ngực vừa ngực to thì tạo khe rất là đẹp luôn. Cái áo này form nó thường thường nó nâng ngực, nó sẽ ép ngực từ hai bên ép vô đó. Nó cũng là dạng bờ ra nha các chị, nó cũng là dạng bờ ra luôn. Nó chỉ có màu đen thôi, nó chỉ có màu đen thôi nha. Trời ơi, 100k cái áo này cực kỳ hời luôn. Cái áo này bình thường giá niêm yết của nó là 360k các chị. Giá 100k này là hàng xuất dư với hàng B. Em Vân mới bán cái giá này chứ giá này là lỗ hơn cái giá vốn rồi các chị. Lỗ hơn giá vốn rồi. Dạ,
À, các chị thích cái mẫu áo corset 16 này thì comment dùm em Vân là C16 nha. C16. C16 à, có size 34, 36, 38 nha, có đủ size các chị. Các chị mặc size nào thì comment size đó giúp em Vân. C16 kèm size nha. Và để lại thông tin số điện thoại và địa chỉ giúp trong Messenger giúp em Vân nha. Áo corset này mặc cực kỳ thời trang luôn các chị. Các cô gái nha. Các chị nói chung mọi rất là phù hợp với mọi lứa tuổi với phong cách của mình luôn. Dạ em Vân qua cái mẫu này nha, em Vân lên cái mẫu truyền thống. Các chị có thích mút mỏng mút dày hay là như thế nào thì comment giúp em Vân nha. Hồi trưa này bị văng ra nên bây giờ lai lại cái áo hở lưng nha các chị. Cái áo này mặc hở lưng nha. Em Vân mặc vô mannequin cho các chị xem nha, cái áo mặc hở lưng. À H72. Xin chào chị Thị, chào nhà thiết kế nha. Em Vân chồng vô đây luôn nha. Làm biến mở cái này, là cái áo này là để mặc hở lưng các chị. H72 nha, H72 100k thôi, nó còn màu trắng. Nó còn màu trắng là size gì ta? Size 775. Size 80. Màu trắng size 8, size 36 đó các chị. Đây cái áo nó mặc hở lưng, thường bình thường cái áo ngực của mình mặc ở trên đây, nhưng mà áo hở lưng nó ở dưới eo này nha các chị. Áo hở lưng này nó dưới eo như thế này. H72 nha, H72 màu trắng. Em Vân còn 2, 4, 6, 8 cái. Các chị nhanh tay lên sở hữu cho mình những cái áo này đi, phối cùng mà cùng đầm maxi nè. Khi mà mình đi tiệc mình có một cái váy hở lưng á, mình mặc vô cũng rất là ok luôn các chị. Mặc vô cũng rất là ok luôn. Áo hở lưng H72 nha các chị, H72. Áo H72 kèm size giúp em Vân nha. Cái áo này mút vừa trụ, móc vô móc ra không được người ta. Đây. H72 nha các chị, H72 áo này là áo mặc hở lưng nha. Áo mặc hở lưng form rất là tay luôn, mút của nó mút vừa ở dưới. Cái chân ngực nó có một cái thiết kế xoài như thế này, có thể nâng ngực chúng ta lên các chị, ngực nhỏ, ngực vừa, ngực to đều có thể mặc được cái form này nha. H72 áo mặc hở lưng 100k em Vân còn vài cái. Các chị nhanh tay lên để sở hữu cho mình những cái áo thời trang đẹp chất lượng như thế này mà giá rất là yêu thương luôn á. Rất cơ hội duy nhất chỉ cho trong ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo là em Vân sẽ lên cái áo này, cái áo quả ngang nha các chị. Áo quả ngang chống tuột, áo quả ngang chống tuột chúng ta có thể mặc bình thường, và chúng ta làm một cái bra mà mặc cùng cái quần lưng cao cái áo này nha. Áo này có mã số là ANA04 nha, A04. Cái giá niêm yết của nó 360k, nhưng mà cái áo này sao ta, nó dính một cái miếng mực chỗ này nhỏ xíu thôi, KCS bắt hàng bỏ lại nên em Vân sale chỉ có 100k cái áo này thôi. 100k nha các chị. Cái áo là những cái áo này là bình thường là 100k là lỗ dữ lắm lỗ, nhưng mà em Vân gom hết lên đây để sale cho các chị ở xa. Bình thường các chị ở gần showroom á thì tới thì sẽ chọn lựa được cho mình á, thì các chị ở xa thì bình thường em Vân like hàng chính phẩm á thì giá tem nó sẽ cao. Thì hiện hôm nay thì em Vân like những cái sản phẩm này thì giá cực kỳ hời luôn. Mình mặc bên trong chỉ có chút xíu này thì em Vân không xuất được thôi, nhưng mà mình mặc sẽ không ai thấy á các chị. Đây AN04 100k nha các chị. Nó có size là 34-36 nha các chị. Nó có size 34-36, nó còn 6 cái. Nó còn 6 cái các chị nhanh tay lên comment giúp em Vân là AN04 nha. AN04 size 34-36, AN04 size 34-36 100k. Em Vân nói có quá nhanh không các chị? Các chị thấy em Vân nghe mà không kịp em nói, em Vân nói lại nha, tại nó nhiều quá em Vân nói để cho nó qua mẫu ha. Không biết là các chị trong live có thích em Vân lên sản phẩm nào, nó hàng rất là nhiều cái loại mỏng dày không gọng có gọng, nên các chị cứ comment giùm em Vân nha. Rồi ok, AN04 nha, AN04 234 36 100k, AN04. Em Vân đọc nhanh giống đọc lô tô. Rồi em Vân giới thiệu cái mẫu này luôn, bà ra. Cái bà ra này là cái mã gì đây? Cái mã này là mã 40 đây các chị.
cái mã này mã 40 nha, mã 40 cái Prada này. Ôi các chị thấy mannequin mặt xinh ghê không? À, cái hàng này là xuất dư nha chị, chỉ có màu da thôi, hàng xuất dư chỉ có màu da thôi. À, cái mẫu này là mút mai cố định nha các chị, mặc cực kỳ thoải mái luôn các chị, đặc biệt là cái phong cách bây giờ người ta mặc áo thun gọng như thế này nè, ngực nhỏ, ngực vừa, ngực to mặc đều rất là ok. À, đặc biệt các mẹ bầu á, mặc cũng rất là thoải mái nha, mai cố định như thế này và bên trong nó còn có lớp lưới nữa, cực kỳ là mát mẻ cho mình luôn, là ren là co giãn, đặc biệt là đặt hàng của La Maggi là đạt tiêu chuẩn xuất châu Âu á, nên là nó không có gây ngứa nha các chị. Tất cả các nguyên liệu đều là sản xuất từ bằng sợi nylon nên là nó rất là êm mềm dễ chịu luôn. À, AN 40 các chị, AN 40 có màu da nha các chị, 34, 36, 38 đủ size nha các chị, thích mẫu AN 40 thì comment giúp em Vân là AN 40 nha, AN 40 màu da mặt rất là xinh luôn, mannequin mặt các chị. Đó, áo thun gọng rất là thoải mái luôn. AN 40 nha các chị, ngực vừa, ngực nhỏ, ngực vừa, ngực to đều rất là ok. Cái thiết kế cái ren đó này các chị, phủ bên nách và cái phần phần ngực đó thì nó cũng phủ, nó ôm như thế này nên nhìn trông rất là thanh lịch luôn các chị, nó không sẽ không lộ ngực nhiều á. AN 40 100k nha các chị, AN 40 100k. À, em Vân quên, 99k, em Vân đọc tròn tham gia đó các chị, 99k. Em Vân quên nói nữa, sao quên quá trời quên vậy ta, lên nói mà quên quá trời. Đơn hàng 250k sẽ được reship toàn quốc nha các chị. Các chị chọn vài mẫu cho mình đi các chị, hàng chất lượng cao, êm mềm dễ chịu như thế này mà giá cực kỳ hời luôn. Và em Vân tiếp cái quần này, là cái quần này sale 30k thôi các chị, cái quần 40 luôn, cái áo 40, cái áo là QA 40, còn cái quần là Q40. À, A là áo đó các chị, Q là quần á các chị. À, mã là Q40 30k nha, mã Q40 30k, phối một bộ sinh nông các chị, một bộ chỉ có 99 với 30, có 130k thôi các chị, 130k mua hai bộ được reship rồi. Dạ. À, các chị comment giúp em thích cái quần này á, ren rất là mềm dễ chịu nha các chị. Trời, em Vân xé cho các chị coi nè, cực kỳ thoải mái luôn, không sợ đứt, không sợ bung, không sợ gì hết á, mà hàng xuất dư nên em Vân sale cho các chị nè, sale sập sàn luôn, không có cái giá này đâu các chị, giá này là giá lỗ rồi, siêu lỗ rồi. Dạ, Q40 30k, A40 99k nha các chị. Rồi, các chị thích mẫu nào thì cứ nói em Vân ha, các chị nghe không kịp nói em Vân lại nha. Ok, cho em này qua nha. Trời ơi, quần gen nè các chị, quần gen nè, hàng B mà nhìn thấy mà muốn xỉu luôn á. Nó chỉ như thế này thôi mà bị loại ra nè các chị. Cái quần này á, là quần gen mặc ở trong váy á, cái quần này á, quần gen mặc ở trong váy, mặc như cái quần đùi váy á các chị, cao trên rúng 3 cm nha. Giá tem của nó là 160k, em Vân sale. Nó bị gì đây, nó bị mai, nó không có được đẹp, nó nhăn nhăn chỗ này nên bị bỏ lại này các chị, nên sale các chị 80k cái quần gen 16 này luôn nha. Cái quần gen 16 này có hai công dụng, thứ nhất đó là mặc như một cái quần đùi váy nha, mặc như một cái quần đùi nó hơi phủ xuống, đáy lót cô tông 100% nha các chị không lo nha. Tất cả những cái sản phẩm mà tiếp xúc với vùng da nhạy cảm là Maggi sử dụng 100% cô tông. Và cái lưng nó nè các chị, đây là hai lớp nha, cái phần vải bụng á, cái phần vải bụng như vải thân á là hai lớp, chúng ta xé nó nè, đó rất là đanh chắc luôn. Em Vân đang mặc cái bụng em Vân cũng to lắm, mặc cái quần này suốt thôi để nó có thể ôm lại đó các chị. Quần gen 16, giá tem 160, hôm nay sale có 80k cái quần này, còn mấy cái thôi nha các chị, nhanh tay lên nha. Các chị thích cái mẫu quần gen 16 thì comment giúp em Vân là Q16 nha, Q16 MLXL2X. Các chị có mặc size nào thì các chị comment size đó nha, hình như là nó có 8 cái đó các chị. Quần gen 16 Q16 nha, Q16 Q16
Q16 nha các chị. Sẵn em vâng lên luôn cái quần gen. Quần gen này cũng 80k nha các chị. Q1013 bị gì mà KCS KCS dán một cái lỗi chỗ này, không thấy lỗi luôn mà dán nè. Không thấy lỗi luôn. Q1013 các chị, Q1013 80k. Quần này cũng ghen bụng, mặt cao tới rốn nha. Đặc biệt các chị mặc váy body ôm ha, các chị mặc quần legging sẽ không thấy dấu hằn ở mông nè. Cái chất vải của nó đanh chắc, mặt bền cực kỳ luôn. Nó ôm được bụng cho mình á chị các chị. Cái phần viền này nè, cái thiết kế của nó là ôm hết mông, và cái này nó sẽ không có cái chuồn, nên mình mặc sẽ không thấy dấu hằn của mông ha. Không thấy dấu hằn của cái quần khi mà mình mặc cái đầm body hay quần legging ha. Quần gen 16 các chị, nó còn khoảng 10 cái màu da đó các chị. Nó bị chút xíu thôi, nó dính bút bi á, các nhân viên mà lỡ tay mà cái bút bi nó không có kỹ á, nó dính một chút xíu thôi là phải bị loại ra đó các chị. Quần 1013 nha các chị. Các chị thích cái quần gen 1013 thì comment giúp em quần 1013 kèm size nha. Kèm size nó có ba cái màu đen này size gì, ba cái màu đen này size M thôi các chị. Còn mấy cái màu da thì nó có đủ size nha, nó có đủ size M, L, XL, 2X nha. Các chị thích cái quần 1013 thì comment giúp em Vân 101A nha. Các chị nhanh tay lên, còn có mấy cái nha. Nhiều khi sau like các chị cũng có thể nhắn tin là lấy hàng B á, mà em Vân like của cái phiên like này đó, thì các chị xem lại cũng có thể lấy để nhắn em Vân, để các bạn có thể là trả lời tin nhắn và ship hàng cho mình ha. Em Vân lên tiếp áo nha. Áo sức dư nè, trời ơi, các chị mà ngực to đó, ngực vừa mặc cái áo cực kỳ mát luôn. Có chị bạn của em Vân mặc cái áo này, chị thích lắm, mua 10 cái để dành luôn. Sợ em Vân hết, bởi vì cái hàng này hàng sức dư sẽ không có sản xuất nữa các chị. Cái hàng này sức dư, một giá chỉ có 100k thôi các chị. Hôm nay sale sập sàn luôn. Các chị comment là 79 nha, mã 79. Và đặc biệt cái thiết kế của nó trơn mát nè. Đây các chị, nó rất là mỏng luôn. Cái form của nó nè, thiết kế cái form của nó là có những cái đường nét thiết kế hai bên này nè, để có thể ôm được cái phần ngực mà bị xô ra hai bên nách đó các chị. Xin chào Nguyễn Đạt nha. Cảm ơn ủng hộ like của chị, chia sẻ thả tim thả like đùng đùng lên nè, cho chị hào hứng lên. Hôm nay sale quá trời sale luôn nè. Rủ các bạn vào để mua những cái sản phẩm giá cực kỳ hời này ha. Có 100k thôi, rồi một cái áo ngực 100k mà hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn xuất châu Âu này. Các chị sử dụng, các chị cảm nhận cái độ mà xịn mịn của nó đi hả. Các chị kiếm em Vân hoài luôn á, không có cái duy nhất, chỉ trong phiên live này thôi, không có lần thứ hai đâu các chị. Đây các chị nhìn cái độ rộng nó dẻo nè, độ rộng dẻo mềm thoải mái, nên các chị yên tâm khi sử dụng sản phẩm của nhà Lamagi ha. Cái áo này 79 nè, mã 79, nó có đủ ba màu luôn á các chị. Nó còn vài cái thôi, màu ruốc, màu da và màu đen nha. Màu ruốc, màu da và màu đen. Cái thun vải của nó nè, sờ vô là mát, sờ vô là mịn, cực kỳ thoải mái nha. Nhìn em Vân là thẳng tay nè. Nói chung KCS nhà em Vân là kiểm hàng là thẳng tay như thế này luôn á. Thẳng tay như thế này luôn mà nó vẫn đàn hồi lại như cũ nha. Rất là dễ chịu luôn. Tất cả các nguyên phụ liệu đều là sợi nylon cực kỳ mát luôn. Các chị thích cái mẫu áo này A79, comment giúp em Vân A79 kèm size kèm màu nha. Nó có ba màu, da đen ruốc, có size 75B, 80B, 85B các chị. Có ba size như vậy, 34, 36, 38 á các chị. A79 kèm size kèm màu nha. Cái này là hàng xuất dư các chị. Nãy giờ lên mút mỏng rồi, em Vân lên một cái mút dày cho các chị nha. Cái mút dày này là áo không gọng nha. Hiện tại xu hướng các chị là thích cái áo không gọng.
tại vì không gọng thì ngại là khi mình giặt á, nhiều khi mình để vô túi giặt hay gì á, nó bị co bóp, nó bị biến dạng cái gọng, nên các chị thường bây giờ có xu hướng là mặc áo không gọng. Cái áo này hôm nay em Vân đi kèm cái chương trình hàng xuất dư này á, tại vì hàng xuất dư thì không có mút dày, nên em Vân kèm với cái này thì sale sale lỗ luôn cho các chị nè. Mã A33 nha, mút dày 4 cm không gọng, tạo khe cực kỳ luôn các chị, mà ngực xa ngực nhỏ thì mặc cái áo A33 này trời ơi chứ xinh xỉu luôn á, tạo khe mà ta nói là tưởng đâu là mình đặt túi ngực không á các chị. Cái áo này mặc vô là nhỏ xíu cũng thành to luôn. Nó có 4 size luôn nha các chị. A33 nó có 3 màu, màu da nè, màu đen nè, màu rút nha. Màu A33 100k. Nay này là chương trình, cái hàng này là hàng đang bán sỉ, nhưng mà chương trình đi kèm với ngày hôm nay nó không có mút dày, nên em Vân chen vô cho các chị nè. A33 size 34, 36, 38, 40 luôn nha các chị. Các chị mà nặng ký á, nhưng mà ngực nhỏ thì có thể mặc cái mẫu này các chị, có size 40 luôn các chị, từ bao nhiêu, từ 45 kg cho tới 100 kg thì có thể sử dụng được cái áo này luôn nha. Ngực từ 85 cho tới là 100 thì có thể sử dụng được cái mẫu này luôn. A33 kèm size kèm màu giúp em Vân nha. A33 kèm size kèm màu. Áo không gọng mút dày 4 cm nè, phần tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm luôn là 100% cotton nè các chị, hút mồ hôi cực kỳ luôn. Và cái form này nó đẩy ngực từ hai bên đẩy vô, quảng cáo cái áo này hơi lâu. Ok, ren cực kỳ là không có bị ngứa nha các chị, các chị yên tâm nha. Rồi tiếp tục em Vân sẽ lên tiếp cái sản phẩm, những cái sản phẩm này của em Vân đi, đặc biệt là màu trắng nó bị dính mực rồi, dính do nhiều lắm luôn, nên em Vân là sale cho các chị ở xa đó. Cái áo này nhiều lắm nè, 50k cái áo này thôi các chị. Cảm ơn Sương nha. A375B màu ruốc, ok. Cái A33 đó là A cúp A đó đó Sương ơi, cúp A, 75A, 80A, 85A, 90A. Không hại cấp B, chắc phải lấy 80A cho Sương quá. 80A hay là 75A Sương, hình như là 80A á. Áo lá 156 này các chị. Bị gì đây không biết. Trời ơi, cái áo nó xịn như thế này mà dính một miếng mực cái là phải bỏ ra. Mà em Vân tìm hoài không biết cái lỗi nằm đâu luôn, mà nó tới mấy chục cái luôn. 156 có đủ size luôn, bị gì không biết luôn. Các chị nhìn em Vân test cái sản phẩm nè, áo A156 nha các chị, A156 50k thôi cái áo này nè, các chị có thể mặc ở nhà, mặc đi chợ. Ok Sương, 75A, ok Sương nha. Mặc đi chợ, mặc đi thể thao, các em học sinh học cấp 2, cấp 3, cái này là áo lá, bình thường là áo lá dành cho học sinh, nhưng mà các chị vẫn mặc đi tập, các chị vẫn mặc đi mặc ở nhà, các chị vẫn rất là thích luôn. Chỉ có thường là màu trắng mới nó có bị chấm lỗi chỗ nào đó em Vân tìm không ra, nên Vân sale cho các chị nha. Có 50k cái áo này thôi, nhiều lắm luôn, các chị mặc đi, để mặc ở nhà đi chợ, hoặc là cho em có con gái á, các chị có con có cháu gì mua đi, giá cực kỳ hời luôn. Giá niêm yết của nó là 150k, nhưng mà em Vân sale cho các chị có giá niêm yết 150k, sale cho chị chọn còn có 50k thôi. AL156 nha các chị, AL156. Em Vân có thể mặc sơ sơ cho các chị xem cái form của nó ha. Áo này là nó có một cái lớp mút mỏng. Đó, mút mỏng ba ly nè, cực xinh luôn các chị. Dễ chịu lắm. Các chị có thể mặc như cái bra không gọng á. Đây, phía bên trong của nó nè, để có thể che ti á, là một cái lớp mỏng như thế này. Em có thể mặc, là thường là học sinh cấp 2, cấp 3 mặc cái áo này ha. AL156 nha các chị, nó có size ML, XL, 2X, 3X luôn. Các chị thích cái mẫu A156 thì comment A156 giúp em Vân nha. A156. Cái áo A157 các chị. Bị gì đây?
Nhiều khi các chị ghé showroom nhà Lamagi là hả, thấy cái hàng sale, mấy cái hàng nói hàng B nhưng mà tìm hoài không thấy lỗi luôn. A157 các chị 50k. A157 50k. Cái này là áo lá học sinh học cấp 2, cấp 1, cấp 2 thì người lớn mặc cũng được luôn các chị. Bình thường chúng ta mặc cái áo cổ sâu á, chúng ta có thể bỏ cái mút ra nha, chúng ta mặc cái này vô để chúng ta mặc giống như em Vân vậy nè. Đó, khoác khoác cái áo vô. 157 A157 50k nha các chị. A157 50k. A157 50k. Em Vân lên một một loạt cái áo lá này luôn nha. Cái áo lá này là áo lá 154 các chị. Áo lá 154. Áo lá 154 50k. Áo lá 154 50k. Cái này là do cái vải nó hơi có một cái đốm màu xanh thôi. Nói chung là về các chị nhìn không có ra đâu. Áo lá 154 50k các chị. Mặc áo thun ba lỗ á, như cái áo thun ba lỗ á. Đây áo này các em học sinh cấp 2 ha. Em học sinh cấp 2. Nó có bo chân ngực, có thể tháo mút ra được luôn. Áo lá 154 50k. Hello Mỹ Xuyên mua áo lá cho con gái đi. Hồi nãy chị lên áo lá 156 50k quá trời luôn. Còn cái nào nữa không? Rồi, còn cái áo này các chị. Cái áo này là áo lá 155. Không phải, áo lá 153. Áo lá 153 50k. Áo lá 153 50k. Có thể tháo mút ra được nha các chị. Có thể tháo mút ra được. Áo lá 153 50k. Chất liệu cô tông 4 chiều, cực kỳ xịn, cực kỳ mát luôn. Các chị đã sử dụng sản phẩm của nhà Lamagi rồi thì biết rồi đó. Nó mát, nó dễ chịu lắm. Nên mua để cho các con của mình đi học thấm hút mồ hôi. Áo lá 153 50k nha. Rồi qua chương trình áo lá nha. Áo lá thì còn nhiều lắm. Để bữa sau em Vân like, em Vân lên like tiếp. Giờ em Vân lên áo ngực cho các chị. Các chị có thích em lên Vân lên bờ ra ha, áo ngực thì báo em Vân biết nha. Ôi lên cái này đi, xinh xỉu luôn á. Cái áo này mút dài 4 cm nha các chị. Cái áo này các chị còn 2, 4, 6 cái màu đen. Sale cho các chị 100k luôn. Bình thường giá niêm yết của nó là 360k. 360k hàng này xuất dư á, thì em Vân mới có giá này nha các chị. Hàng xuất dư nha. Cái này là cái mã của nó là C01 các chị. Mã C01 màu đen nha. C01 màu đen có một size 36 thôi. Cái độ co giãn của nó nhiều lắm nên các chị từ 4 từ 40 48 48 cho tới khoảng là 54 kg thì vừa cái size này nha. Size 36 nha, có còn một size còn khoảng 5 6 cái thôi. Cái ren của nó nè, trời ơi, mặc vô nó xinh. Mặc vô nó sang cực kỳ luôn á các chị. Các chị nhìn cái ren nè, cái màu đen nè, qua ánh đèn nè, nhìn cái cung ren á. Ở trong nó có lót lưới nha. Ở trong có lót lưới. Lót một cái lớp lưới như thế này thì chúng ta mặc vô. Em Vân làm mannequin luôn quá. Dạ đây, cái áo corset mút dài 4 cm các chị, ngực nhỏ mặc ok nha. Đó, mặc vô nó dày nè các chị. Nó có 4 cái kim móc để tăng đơ. Nó có dài 8 8 móc mà có 1 2 3 3 móc tăng đơ cân chỉnh theo cơ thể cho mình luôn ha. Các chị thích cái mẫu này thì comment giúp em Vân là C01 nha, có một size 36 thôi, còn khoảng 6 cái. Hàng xuất dư các chị 100k C01. 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 Rồi em Vân lên cái mẫu này các chị nè, mát mẻ lắm luôn. Đây là cái áo mà mút rất là mỏng các chị, là ngực vừa, các chị ngực vừa, ngực ngực nhỏ thì mặc nó thoải mái, nó sẽ không có nâng ngực ha, bởi vì nó mỏng, có mỏng cái lòng nó sâu. Các chị ngực vừa ngực to mặc sẽ rất là đẹp luôn, nó ôm hơm luôn. Cái
cái form của nó là mút ghép cho các chị, ở phần ngoài nó là trơn và cái phần mút ghép của nó rất là mỏng luôn. Ok, cái mẫu này nó có hàng xuất dư còn ba màu luôn nha các chị. Mẫu này có mã là 880 các chị, mẫu 80. Mẫu 80 nó có ba màu, màu hồng ruốc, ngà màu da và màu đen. Màu hồng ruốc và màu da màu đen nó có ba size 75 80 85B. 75 80 85B nha. 34 36 38 á các chị. Các chị ngực từ 88 cho tới 100 cm thì có size cho mình luôn nha. Các chị thích cái mẫu này thì comment giúp em Vân là A80 kèm size kèm màu nha. Mẫu này còn đủ size đủ màu. A80 kèm size kèm màu. A80 kèm size kèm màu nha các chị. A80 kèm size kèm màu. Em Vân qua mẫu này nha. Rồi lên cái mẫu không gọng. Lên cái mẫu không gọng cho các chị luôn. Cái mẫu này bình thường á là các chị mà ngực to thích sự thoải mái thì sử dụng cái áo này nè. Áo mà không gọng mỏng, không gọng mỏng A88. A88 kèm hôm nay trong live em Vân sale cho các chị là 100k luôn. Hôm nay có 100k, 100k đều hết luôn á. Thì có quần cái áo lá 50, quần 30k. Trời ơi giá hôm nay xỉu luôn. A88 các chị không gọng mỏng nha. Các chị ngực vừa ngực to mặc rất là ok. Em Vân ngực vừa, em Vân thích mặc cái mẫu này, mặc lên nó đứng form cực kỳ thích luôn. Nó mỏng mà nó có cái gờ nhẹ nhẹ ở dưới đây nè. Cái gờ nhẹ nhẹ ở dưới đây nó sẽ nâng ngực cho mình rất là thoải mái luôn á. Không gọng thì chúng ta sẽ không sợ nó sẽ chọt đau gì ha. Các chị thích không gọng thì sở hữu cái mẫu A88 này rất là ok luôn. Tới nó có ba màu da đen ruốc, nó có ba size 75 80 85B nha. Các chị thích mẫu A88 comment giúp em Vân là A88 kèm size kèm màu nha. Kim xương là 75B màu ruốc luôn chị. Ok kim xương nha, cảm ơn ủng hộ. Rồi em Vân qua cái mẫu A88 nha. Các chị thích A88 comment giúp em Vân A88 kèm size kèm màu. Cái mẫu này bra 18 các chị. Cái mẫu bra 18. Trời cái này các chị đi biển á, mặc cùng với quần đùi cũng đẹp. Bình thường thì chúng ta mặc phối cùng cái quần quần ống rộng á, mà có quần jean ống rộng lưng cao mà cũng xinh lắm á các chị. Bà ra 18 100k nó cũng có ba màu luôn. Có ba màu, màu da, màu đen và màu ruốc, màu hồng ruốc nè, cũng cực kỳ xinh luôn. Màu da em Vân cất đâu rồi nhưng mà có ba màu. Da đen ruốc bà ra 18. Bà ra 18. Cái lưng của nó nè, mặc lên xinh lắm các chị. Để em Vân ướm thử cho các chị xem này, những cái áo này nó ren, nó lòng phòng nên không có căng ra được, nên mình nhìn không có nhìn thấy được cái form á. Đây cái bờ ra này các chị, khi chúng ta mặc á thì ren nó phủ xuống dưới chân ngực nó một đoạn, thì chúng ta phối cùng cái quần lưng cao á rất là thanh lịch luôn. Chụp một bôi hình để cảm nhận cái độ thanh lịch của nó. Bra 18 có màu ba màu, da đen ruốc 75 80 85B nha các chị. Chị thích bra 18 comment giúp em Vân là bra 18 kèm size kèm màu nha. Màu nào cũng xinh lắm luôn. Mút mai cố định như thế này mặc xinh lắm các chị. Các chị mà ngực vừa ngực nhỏ thì mặc mấy cái này nó xinh lắm. Nó không có các chị ngực to thì nó ôm thôi chứ nó không có nâng, không có đẩy được. Sẵn lên bờ ra em Vân lên luôn cái bờ ra này ha. Cái bờ ra 06 này các chị, bình thường giá tem của nó là 246, hôm nay em Vân sale cho các chị 100 luôn, 100k luôn các chị, 100k luôn. Cái bờ ra này trời ơi nó xinh lắm. Cái phong cách này là các bạn trẻ thường hay mặc cùng với những cái áo rộng rộng á. Áo rộng rộng hoặc là cái áo sơ mi mình cài khoảng chừng 3 cái nút thôi. Mình để lộ những cái đường họa tiết ren như thế này nè. Hoặc những cái áo von rất là xinh luôn.
Cái này có mã là BRA06 nha các chị, 100k, nó có size 75-80, 85-90B luôn. Cái dạng tam giác này nè, có thể rút mút ra được. Các chị ngực to có thể là không thích cái mút, có thể rút cái mút ra. Thì chúng ta mặc những cái mẫu này mặc nó quyến rũ lắm các chị. BRA06 nó có màu da nè, màu hồng ruốc và màu đen, màu da hồng ruốc và màu đen, nó có size 75-80, 85-90B nha, 100k. Các chị thích cái mẫu bra 06 comment giúp em Vân là bra 06 kèm size kèm màu nha. Em qua cái mẫu bra 06, các chị vào sau có thể là comment giúp em Vân lên lại những cái sản phẩm đã qua đó. Nãy em Vân lên một loạt nhiều lắm luôn. Ok, cái combo ba quần này, cái quần này quần cô tông mặc rất là thoải mái các chị, nhìn nó đơn giản nhưng mà mặc thích lắm luôn. Combo ba quần 100k nha, combo ba quần 100k, nó có màu màu ruốc, màu da, màu đen và màu trắng nha. Màu ruốc, màu da, màu đen và màu trắng, nó có màu đỏ nữa các chị. À, nó có màu da lợt nữa, nó có mấy màu như thế này. Các chị thích cái mẫu quần này mặc, mẫu quần này mặc dưới rốn 3 cm nha, 2 cm thôi các chị. Dưới rốn 2 cm là cái thiết kế cực kỳ chuẩn luôn các chị. Cao quá thì chúng ta mặc quần riêng nó sẽ lộ ha, còn thấp quá thì các chị mà có bụng dưới á, nó sẽ tụt xuống dưới. Thì cái thiết kế này em Vân thiết kế là nó vừa rồi, tới cái tầm đó là nó không tuột được mà cũng không lòi được luôn. Và cái phần mông của nó nè, ôm hết cái phần mông ngay cái ngấn đùi á, nên chúng ta mặc á nè, ví dụ như chúng ta có thể mặc quần mỏng cũng không thấy cái dấu hàn nữa, bởi vì nó nằm hết bao trọn cái đùi của mình rồi. Nên thiết kế này cực kỳ thoải mái luôn, đặc biệt các chị có thể sử dụng những ngày đèn đỏ cái quần này các chị, nó ôm gọn cho mình, cực kỳ thích luôn nha. Các chị thích cái mẫu quần này thì comment giúp em Vân là Q33 nha. Combo 3 quần 100k, mà là XL 2XL, có màu da, màu đen, màu trắng, màu ruốc, da đen, trắng, ruốc, màu đỏ nha. Các chị comment size màu giúp em Vân, Q33 kèm size kèm màu nha. Nãy có một cái quần này em Vân like lại, cái quần chung với cái bộ, với cái mannequin đang mặc á, chung với mannequin đang mặc là quần Q40 là 30k. Q40 30k cái quần ren này các chị, nãy nói không có sâu lắm vì cái quần này. Đây cái ren của nó nè, đặc biệt ren nhà Lamagi là không ngứa nha, rất là dễ chịu luôn. Và khi mà chúng ta mặc cùng quần legging hay quần mỏng á, thì cái ren này nó cũng sẽ không thấy dấu hàng luôn, mà nhìn nó rất là sexy luôn. Q40 nha các chị. Nó có mà là S, mà là XL, 2XL luôn các chị. Các chị thích cái mẫu quy quần quy comment giúp em lần quân là Q40 kèm size kèm màu nha. Ok. Ôi ôi. Quần nam nó không đủ size chứ em Vân không lên quá. Thôi lên thử cho các chị đi, các chị có mua cho. Cái này phải trực tiếp em Vân tư vấn mới được. Cái quần này xịn lắm các chị, cái này xuất đi Mỹ á, người ta bán tới siêu thị người ta bán tới 200 mấy, em Vân sale có 50k. Cái quần lót nam này các chị, cái hàng này em Vân xuất dư bị rớt lại ở tại showroom á các chị, mới biết được mua thôi. Cái quần này cho nam này, cho các anh này các chị, size 2X. Em Vân đang cầm đến tay là size 2X, có 50k thôi các chị. Chất vải mát lạnh luôn, em Vân đang không xài máy lạnh luôn á, đang nóng muốn chết luôn mà sờ vô nó cũng mát nữa nóng muốn chết luôn á. Và đây cái quần lót nam này size 2X nha. Size 2X thì các anh từ khoảng bao nhiêu ta, khoảng 70kg á, khoảng 70kg, cao 1m6 1m7, cao 1m65 đến 1m7 thì mặc quần vừa cái quần size 2X này nha. Size 2X luôn nè. Ôi size 2X sức dư, còn size 2X quá trời luôn. Nguyên một nồi size 2X luôn. Đó, những cái kiểu dáng rất là xinh luôn các chị.
50k cái quần xẹp nam này nha các chị, 50k cái quần xẹp nam. Trời ơi, size cái bịch này size 2X không à. Size 2X không à, mà chắc các chị đâu có ông xã nào mà có cái size này. Size 2X một khoảng gần 70 kg, mét khoảng 65 đến mét 67, mét 7 á. Thì mặc vừa cái quần này. Chắc các chị không có ai nam, thôi để em theo tại cửa hàng. Các chị có thích em lên cái sản phẩm nào không nè? Hồi nãy em Vân lên một lọt cái áo lá rồi, không biết là các chị vào like có muốn em Vân lên áo lá lại không? Nãy em Vân lên áo lá rất là nhanh luôn, lên một cái vèo xong. Quần gen này ngon lắm luôn nè, không biết các chị em like lại nha. Tại nãy giờ cũng like hết cái hàng xuất dư rồi đó. Hàng xuất dư thì nó có một số mã thôi. Em lên lại cái quần gen 16 này nha các chị. Cái quần gen 16 này giá em biết nó 160k. Nó dính một chút xíu chỗ này các chị. Nhìn không ra đâu. KCS bỏ lại đó các chị. Nên sale còn 80k cái quần gen này thôi. Cái quần này mặc như cái quần đùi váy các chị, mà đặc biệt là nó sẽ ôm bụng nữa. Nó có 2-3 công dụng vô một cái quần này. Có 60k thôi. Nó còn có mấy cái thôi các chị. Nhanh tay lên sở hữu cho mình những cái sản phẩm quần này đi các chị. Hôm nay em Vân chỉ lên hàng sale thôi à, em Vân không có lên hàng A. Nhưng mà các chị có yêu cầu thì cứ nhắn cho em Vân nha. Cái sản phẩm nào các chị thích á, các chị nhắn cho em Vân nha. Ôi cái áo này thích lắm luôn mà nãy không thấy các chị nào chọn, em Vân like lại nha. Cái áo này là cái áo quả ngang mút dày 4, khoảng bao nhiêu? 3cm đó chị, 3cm. Cái áo ngang chống tột nha. Bình thường thì chúng ta mặc như cái áo bình thường ha, đi làm cực kỳ thoải mái luôn. Thường cái quả ngang này nè, nó sẽ không ép ngực của mình từ hai bên ép vô, nó nâng từ dưới nâng lên ha các chị. Nó nâng ngực từ ở dưới nâng lên. Mút dày nữa nên các chị ngực vừa ngực nhỏ sẽ mặc rất là ok nha. Và cái lưng của nó là 4 móc như thế này, với mục đích là khi mà chúng ta mặc cùng một cái áo trễ vai, áo ống á, áo váy ống á, thì tháo cái dây vai ra thì cái lưng 4 móc như thế này nó sẽ giữ vững cái vòng lưng của chúng ta, nó không tuột. Và thêm một cái dây như thế này, em Vân đang mặc cái áo này đó các chị. Thì nó sẽ nâng lên thôi chứ nó không có tạo khe nhiều ha. Và cân chỉnh cái dây này nè để nó gịch cái ngực của chúng ta vào, nó không có bữa bữa ra. Thường các chị mặc quả ngang các chị sợ là nó bữa ra đó. Cái mã này là mã A09 nè. Cái mã này là mã A09. Mã A09 nó còn có 4 cái thôi, giá 100k. Giá 100k nhưng mà size của nó là size 36 các chị mặc vừa á, size 36 các chị mặc vừa. Cái này là size 38 nhưng mà form này là form học sinh nên là 36 sẽ mặc vừa. Em Vân vòng thử, nó còn có 4 cái thôi à. Em Vân mặc vừa đó các chị. Em Vân mặc vừa, bình thường em Vân mặc size 36 thì nó còn 4 cái size này. Mút nó là mút dày. Mút dày 09 size 36. Dạ ok Sương nha. Rồi em Vân qua cái mẫu này nha. A09 còn có 4 cái size 36 nha. Em Vân like lại cái áo hở lưng này các chị. Màu trắng. Cái áo này em xuất đợt đã sản xuất cho cái hiệu kia mà nó còn dư lại. Nó còn dư lại màu trắng. Cái áo hở lưng này thường thường giá niêm yết của nó là 360. Em Vân sale 100k luôn. Em Vân sale 100k luôn. Nó còn size 34 với 36. Nó còn size 34 với 36. Chỉ có màu trắng thôi. Nó còn 2, 4, 6, 8 cái. Em Vân sale 100k luôn. H72, HL72, HL72 nha các chị. HL72 nó còn size 34, 36 màu trắng. Cái này khi mà chúng ta mặc cùng cái đầm maxi đó
thì cái phần mà lưng này nè nó kéo xuống tận eo luôn các chị, nó sẽ không thấy được được cái dấu vết của cái áo của mình ở đâu. Mình muốn nó xuống thì mình cứ kéo nó xuống rồi mình tăng đơ theo cái eo của mình nè, nó có cái dây tăng đơ theo cái eo của mình ha. Đó, mà ví dụ như các chị mà ngực nhỏ mà muốn tạo khe á thì các chị có thể tháo cái dây bên đây, móc qua bên đây nó có chỗ móc á các chị, tạo thành cái chữ X, tạo thành cái chữ X khi mà chúng ta mặc 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 mình muốn tạo thành cái dáng cho nó đẹp á, tạo dây dây phía sau cho nó đẹp á thì tạo thành chữ X như thế này, thì chúng ta mặc cùng những cái áo bên ngoài nó mỏng 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 á thì cũng rất là đẹp nè. Đặc biệt bình thường anh Vân mặc cái áo này á, anh Vân làm hàng ngày á cũng rất là thoải mái á chị, nó mát mát cái lưng. HNH72 nha các chị, H72, H72 còn 34 với 36, các chị thích cái mẫu H72 này để mặc cùng đầm hở lưng á thì comment giúp em Vân là H72 nha. Dạ, 34, 36 các chị thích có size nào, thì hình như có một cái size 38 luôn á. Các chị mặc vừa size nào thì comment giúp em Vân là H72 kèm size ha. Rồi tiếp tục em Vân lên cho các chị cái mẫu này nha, hàng xuất dư nó còn 3 màu luôn, da đen ruốc, 25 các chị, A25, A25 100k luôn, mút mỏng. Đặc biệt là các chị mà có mở nách á, các chị mà có ngực mà nó hơi trào ra bên nách á thì nó có một cục chỗ này nó xấu, các chị mặc áo ôm á nhìn nó xấu, thì cái giải pháp của mình là cái áo này nè em Vân thiết kế nó ăn gian lên, cái thường là cái nó tới đây thôi ha, nhưng mà thiết kế cao lên như thế này thì nó sẽ giúp cái ôm được cái phần mở nách của mình vô á, cái áo này xịn lắm các chị. Áo này có mã là 25 ha, ba móc luôn nha, ba móc luôn, chỉ có 100k thôi. Các chị thích cái mẫu A25 á thì comment giúp em Vân là A25 kèm size kèm màu nha, size 75B, 80, 85 B nha các chị, ngực từ 90 cho tới 100 thì mặc vừa luôn ha. Màu hồng ruốc nè, màu da màu đen, màu hồng ruốc, màu da màu đen, comment giúp em Vân là A25 kèm size kèm màu nha, A25 kèm size kèm màu. Rồi em Vân qua cái mẫu này, em Vân lên lại cho các chị cái mẫu này. Cái mẫu này mặc rất là thanh lịch luôn mà không thấy các chị comment cái chọn cái áo này nè. Cái áo này là áo corset 16 các chị, mút của nó có hai phần, có một cái gờ nhỏ dưới đây nè các chị, để nó có thể nâng ngực có khoảng 2 cm nha. Các chị ngực nhỏ, ngực vừa, ngực to đều có thể mặc được cái áo corset 16 này. Nó có size 34, 36, 38, nó có màu đen thôi. 34, 36, 38 màu đen, giá niêm yết 360k. Nhưng mà em Vân sale cho các chị có 100k thôi. Trời ơi, áo này mặc lên xinh lắm. Để bữa nào em Vân lo em Vân mặc, mà em Vân nói mà em Vân chưa có làm, tại chưa mua được cái áo von á mặc á, tại vì ngực của em Vân cũng cao cao nên mặc nó lộ dữ lắm, và mặc vô nó như vậy nè các chị, cái vai của nó là như một cái bảng vai to như thế này nè, nhìn như một cái đồ mặc ngoài vậy đó, đồ lót mặc ngoài các chị. Áo này dạng áo corset phối cùng quần lưng cao á, khoác vest vô xinh lắm luôn. Áo corset 16, áo corset 16, 100k thôi. Dạ em Vân share like hết sản phẩm hôm nay rồi các chị. Hôm nay chưa có bán hết được, nếu mà rảnh rảnh thì em Vân sẽ thông báo, em Vân sẽ lên like lại cho các chị tiếp ha. Dạ em cảm ơn các chị đã xem like của em Vân, cảm ơn các chị rất là nhiều. Thì em Vân hôm nay like tới đây thôi, em Vân xuống like nha, chúc các chị ngủ ngon nha. Em Vân chào các chị.